Kính thưa quý vị và các bạn, trên báo Phật giáo hôm nay có đăng thông tin nữ hoàng đầu bếp Việt Nam cô Nguyễn Doãn Cẩm Vân xuất gia. Sáng qua, nữ hoàng đầu bếp Việt Nam Nguyễn Doãn Cẩm Vân đã chính thức xuất gia. Cô theo đạo Phật, trong cô có duyên nhẹ nhàng khiêm hạ. Cuối cùng, ngày hạnh phúc nhất của cô cũng đã đến. Con đường của cô chọn làm người con xuất gia của Đức Phật Thích Ca. Cô Nguyễn Doãn Cẩm Vân là đầu bếp nữ nổi tiếng, từng được mời sang Mỹ, Australia, Trung Quốc và để giảng dạy các món ăn Việt Nam, đặc biệt là món ăn chay thuần tí, với phong cách dạy riêng biệt, cẩn thận, chỉ dẫn, mạch lạc như cái cách của một người giáo viên đã từng có. Đặc biệt, đầu bếp này còn rất thu hút bởi một đôi mắt phúc hậu và hiền lành được tỏ ra từ cô. Cô đã quy Phật với pháp danh Diệu Tịnh, cơ duyên từ một nhà giáo dạy văn, nhưng sau đó cô lại trở thành một đầu bếp, đó là cả một thời gian dài tới 9 năm đứng trước sự lựa chọn từ một cô giáo cầm phấn trở thành một người cầm chảo, bắt nguồn từ việc phải cứu con đứa con trai bị bệnh tim của cô như bao bà mẹ khác. Những ngày tháng lưu lạc nơi xứ người của một người mẹ vì con đã nỗ lực để sinh tồn. Ngoài những món ăn ngon phục vụ cho mọi người, cô còn là một nhà từ thiện. Cô từ thiện cho các em sinh viên cũng là nhân viên của mình. Cô Nguyễn Doãn Cẩm Vân theo đạo Phật, mỗi ngày cô tu tập hai thời công phu, ăn chay trường, nấu ăn hơn 500 món chay. Trong cô có duyên, nhẹ nhàng, khiêm hạ. Và sáng qua, cô Doãn Cẩm Vân đã xuất gia. Sau những biến cố và thấu hiểu được lẽ vô thường của cuộc đời, cuối cùng, ngày hạnh phúc nhất của cô cũng đã đến. Con đường của cô đã chọn làm người con xuất gia của Đức Phật Thích Ca. Cô đã buông được nhiều thứ để lựa chọn cho mình con đường thênh thang và an lạc phía trước. Tiếp theo, mời quý vị nghe thông tin nữ diễn viên, người mẫu, ca sĩ Thasin Minma xuất gia. Theo nguồn tin từ Buddhism Forward Free and Humanity, mới đây nữ diễn viên, người mẫu, ca sĩ Sophia Thasin Minma đã xuất gia và trở thành nữ tu Phật giáo. Lý do là cô muốn rời khỏi cuộc sống sang trọng và chấp nhận cuộc sống đơn giản để thanh lọc tâm trí bằng cách theo lời Phật dạy. Thasin là nữ diễn viên, người mẫu và ca sĩ của Myanmar. Hy vọng cô ấy có thể đạt được những lời chúc tốt đẹp của Phật giáo và có thể hoàn thành 10 Ba La Mật. Tiếng Pali là Barami, là những duyên quan trọng nhất cho sự tận diệt hoàn toàn các phiền não. Tiền không phải là tất cả mọi thứ, vẻ đẹp không phải là một cái gì đó, tên và danh vọng không còn bền vững nữa, chỉ có đức hạnh, trí tuệ là sự giác ngộ, là tất cả mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta. Đây là Phật dạy. Kính thưa quý vị, nhân sự kiện hai người nổi tiếng, một người là người đầu bếp Việt Nam nổi tiếng, một người là nữ diễn viên, người mẫu của Myanmar xuất gia, chúng ta cùng tìm hiểu về những người nổi tiếng đã xuất gia vào cửa Phật. Nữ đại gia Việt nức tiếng bỏ cơ đồ vào cửa Phật. Chuyện người phụ nữ từng giàu có nhất nhì trong vùng Thanh Oai Hà Đông một thời bỗng nhiên bỏ cửa bỏ nhà, bỏ chồng con đi tu đã gây lên nhiều xôn xao. Nữ đại gia đi tu là cụ Nguyễn Thị Hào, trụ trì chùa Cảnh Linh Tự với pháp danh là Thích Đàm Hương, sinh năm 1928. Vào những năm 1970, trong vùng Thanh Oai, Hà Đông, nhiều người biết tiếng bà Nguyễn Thị Hào, một người giàu có. Bà là người đầu tiên trong vùng buôn đồng nát lập trạm thu gom hàng cho hàng trăm người làm nghề này.
cả vùng Thanh Oai và ngoại vi Hà Đông. Khi đó có rất nhiều chị em đủ mọi lứa tuổi làm nghề mua đồng nát, sáng sớm đạp xe đạp đi, chiều tối mang hàng về đổ cho đại lý thu gom của bà. Làm đại lý thu gom đồng nát, bà đã giúp cho bao người có công ăn việc làm, tạo điều kiện cho nhiều gia đình thoát cảnh khó khăn, nhất là ở thời bao cấp. Và cũng nhờ đó mà gia đình bà đã có của ăn, của để rồi giàu lên, thậm chí thuộc vào hàng giàu có nhất nhì trong vùng. Thời bao cấp khó khăn là thế mà gia đình bà đã làm được 7 gian nhà kiên cố, khang trang nhất khoảnh. Tiền bạc trong két cũng rất nhiều, công việc của bà hoàn toàn chân chính, chỉ kiếm chút lãi nhỏ rồi gộp lại thành lãi to mà thôi. Thế rồi đùng một cái công việc làm ăn đang phát đạt thì bà đổ bệnh, đầu óc quay cuồng, người cứ mê mê tỉnh, lúc điên. Chồng con họ hàng hết sức giúp đỡ nhưng không khỏi bệnh, bao nhiêu thuốc thang cũng chẳng ăn thua gì. Đêm đêm trong cơn mê sản, bà thấy Phật hiện về khuyên bà phải đi tu vì căn quả ngày càng nặng. Phật còn chỉ cho bà biết nơi bà phải đến tu hành là ngôi chùa cũ đổ nát, hiện chỉ còn một cây gạo và 4 ông tượng bị gãy tay. Đây chính là ngôi chùa ở chợ Mai Lĩnh có tên Cảnh Linh Tự, hiện thuộc địa phận tổ dân cư số 7, khu Y Sơn, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội. Năm 1977, khi tròn 49 tuổi, được sự đồng ý của chồng con và gia đình, bà Hào quyết định xuất gia, làm theo lời chỉ dẫn của Phật. Hiện trong giấc mơ, bà lấy vải mưa buộc vào thân cây gạo, kéo chéo ra dựng thành liều che nắng mưa cho 4 pho tượng đã gãy tay và làm nơi tá túc của mình. Bà ngồi trong liều này tụng kinh niệm Phật suốt ngày đêm, khi nào mệt quá thì ngủ thiếp đi, đầu óc thông thái nên đọc tới đâu nhớ tới đó, học là thấm. Càng đọc kinh, đầu bà càng sáng láng ra và căn bệnh quái ác dần dần biến mất mà chẳng phải uống một viên thuốc nào. Vậy là số phận người đàn bà một thời buôn bán nổi danh giàu có đã ngoặt sang một hướng khác. Bao nhiêu tiền vàng tích cóp được, bà mang ra phục dựng lại chùa cứu khổ cứu nạn. Ở Việt Nam có người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2014 xuất gia ở tuổi 24, Bảo Như, Á hậu cuộc thi Hoa hậu biển 2016 tiết lộ người đẹp Nguyễn Thị Hà vừa quyết định xuất gia nương nhờ cửa Phật. Á hậu 1 Hoa hậu biển 2016 Bảo Như cho biết người đẹp Nguyễn Thị Hà vừa quyết định xuống tóc xuất gia. Nguyễn Thị Hà từng là thí sinh được yêu thích tại Hoa hậu Việt Nam 2014. Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, nhưng một năm nay tôi và cô ấy ít liên lạc hơn. Tôi cũng vừa biết chuyện Hà đã xuất gia, Bảo Như chia sẻ. Hà mới đủ duyên xuất gia gần đây chứ không phải đã lâu. Tôi không biết Hà xuất gia tại chùa nào, nhưng luôn mong Hà bình an, cô cho biết thêm. Trên trang cá nhân, Bảo Như đăng tải hình ảnh Nguyễn Thị Hà đã xuống tóc. Nhìn ảnh này, Á hậu cuộc thi Hoa hậu biển 2016 kể, cô lại nhớ về Nguyễn Thị Hà với mái tóc dài thước tha quen thuộc. Kể từ khi quen Nguyễn Thị Hà, Bảo Như luôn quý người em bởi sự dịu dàng và tinh tế. Vẫn còn nhớ ngày hai chị em sát cánh cùng nhau, giờ em đã trút bỏ được bụi trần, chọn chốn yên bình, đời chỉ là cõi tạm, Bảo Như xúc động nói. Nguyễn Thị Hà sinh năm 1994 tại Quảng Bình. Tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, Nguyễn Thị Hà được đánh giá là thí sinh tiềm năng với chiều cao 1,71m và gương mặt đẹp phúc hậu. Khác với các thí sinh còn lại, Nguyễn Thị Hà không tham gia các hoạt động showbiz sau cuộc thi. Cô cũng không sử dụng mạng xã hội để tương tác với bạn bè. Bảo Như là một trong số ít những người đẹp còn giữ liên lạc với Nguyễn Thị Hà.